Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ sự thất vọng trước các kế hoạch xây cất khu định cư tại Tây Ngạn của Do Thái, tin từ Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không mấy hài lòng trước các quyết định từ chính phủ Do Thái vẫn duy trì và tiến hành xây dựng nhiều khu chung cư trên vùng đất Tây Ngạn thuộc chủ quyền Palestine. Sau khi Bộ trưởng Nội vụ Do Thái nói rằng, hôm thứ Hai, Quốc hội đã thông qua một kế hoạch xây dựng thêm 1.500 căn hộ tại khu vực Ramat Shlomo và chương trình xây cất thêm 4.500 căn hộ khác đang được bàn thảo. Bà Victoria Nuland nói rằng, sự việc quốc gia Do Thái quyết định xây dựng các khu định cư mới ảnh hưởng trực tiếp tới các tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Hồ sơ Do Thái và Palestine tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ trở nên khó khăn và phức tạp. Hoa Kỳ đang cố gắng kêu gọi Do Thái và Palestine hãy tự kiềm chế và không nên có những hành động khiêu khích lẫn nhau tại khu vực tranh chấp chủ quyền sẽ dẫn đến các cuộc xung đột quân sự. Do Thái nói rằng sẽ không bao lâu nữa làn ranh biên giới giữa Do Thái và Palestine sẽ được xác định, với điều kiện duy nhất Tổng thống Abbas phải quay lại bàn đàm phán đã bị ngưng động trong 2 năm qua. Bà Nuland khẳng định lập trường của quốc gia Hoa Kỳ ủng hộ sử dụng phương pháp trực tiếp ngoại giao và đàm phán nhằm giải quyết các mâu thuẫn trong khu vực dẫn tới sự ổn định về an ninh tại Trung Đông. Tuy vậy, bất cứ một quyết định nhạy cảm nào liên quan đến khu vực tranh chấp vào thời điểm hiện tại giữa Do Thái và Palestine đều ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình đàm phán. Do Thái nên rút những quyết định xây dựng 6.000 căn hộ vì quyết định này sẽ ảnh hưởng tới tiến trình hòa bình trở nên phức tạp và khó khăn.